Chỉ có khoảng 400.000 người đang trong lực lượng lao động trực tiếp khối cơ sở lưu trú mới đáp ứng được hơn 70% nhu cầu với công suất trung bình dưới 50%. Định mức chưa tới 0,6 lao động trên một buồng, ngành du lịch đang thiếu trầm trọng nhân lực có chuyên môn cao, đặc biệt là quản trị cấp cao. Vâng, thưa quý vị, những con số vừa rồi thì đã cho thấy là 3 năm qua do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhiều lao động đã rời bỏ ngành du lịch, tìm kiếm những công việc khác. Và khi mà du lịch tăng tốc trở lại sau đại dịch, ngành du lịch thiếu trầm trọng nhân lực, đặc biệt là nhân lực có chuyên môn cao. Và đó cũng chính là thông tin mà chương trình Du lịch Việt Nam sẽ khai thác trong ngày hôm nay. Sau khi dịch bệnh Covid-19 cơ bản được khống chế, tổng nhân lực ngành du lịch thành phố Đà Nẵng chỉ còn khoảng 2 vạn người, giảm tới hơn 3 vạn lao động so với trước. Khu nghỉ dưỡng này có gần 600 phòng. Để duy trì hoạt động, ít nhất cần 500 lao động làm việc chính thức, chưa kể số lao động thời vụ tăng thêm lúc đông khách. Để bù đắp sự hao hụt này, cần sự linh hoạt cơ cấu lại nguồn nhân lực. Chúng tôi xây dựng một đội ngũ lành nghề và đội ngũ chủ chốt ở công ty. Từ đó khi có những nhu cầu mới về nguồn nhân lực, chúng tôi tuyển những lực lượng mới và những lực lượng cũ này sẽ hỗ trợ công tác đào tạo. Tất cả khách sạn ở Đà Nẵng là cũng có chiến lược là phải có một cái nguồn đào tạo, một nhân lực chính để đáp ứng được những nhu cầu dịch vụ tốt để phục vụ cho khách hàng. Ngành du lịch thành phố Đà Nẵng đang hướng đến sự bứt phá phục hồi du lịch mạnh mẽ trong năm nay. Hiện thành phố có 1.280 cơ sở lưu trú, hơn 20 khu điểm du lịch và 370 đơn vị lữ hành đã hoạt động trở lại. Hiện tại 200 đơn vị nhà trường có khoa ngành du lịch và các trung tâm đã lên chiến lược đào tạo bài bản, cùng với đó là tự thân doanh nghiệp có chính sách sử dụng lao động phù hợp. Liên lạc với lại các cái lao động mà buộc phải thôi việc, sinh viên có cái đam mê về du lịch và có chất lượng cao thì công ty cũng chủ động mời các bạn về để tiếp tục đào tạo thực tế. Để khai thác sâu hơn các thị trường khách thì chúng tôi vẫn tiếp tục có nhiều cái định hướng cho cái việc là chuẩn bị lực lượng lao động chuyên sâu. Nhu cầu lao động du lịch dự báo tiếp tục tăng cao. Đến năm 2025, thành phố sẽ đón hơn 8 triệu khách và nguồn nhân lực cần có là 75.000 lao động. Tuy nhiên, sự phối hợp đồng bộ từ cơ quan quản lý cũng như doanh nghiệp du lịch thì hoàn toàn có thể giải quyết nhanh việc thiếu hụt nhân lực khi du lịch phục hồi. Vâng, và vừa rồi là ghi nhận của chương trình tại khu vực miền Trung. Và thưa quý vị, theo thống kê cho thấy, lao động du lịch mất việc chuyển nghề có thâm niên nghề từ 5 đến 10 năm chiếm tới gần 44%. Số lao động có thâm niên nghề trên 10 năm thì chiếm trên 23%. Một bộ phận trong đó có nhân sự quản lý cấp trung, cấp quản lý mất nhiều năm đào tạo, tích lũy kinh nghiệm thì mới có được. Điều này cho thấy là việc bổ sung nhân lực cho ngành du lịch không chỉ cần chú trọng về số lượng mà còn nâng cao về chất lượng nữa. Đây được coi là yếu tố then chốt giúp cho thị trường du lịch bứt tốc trong giai đoạn hậu Covid-19. Các cái nghiệp vụ buồng, bàn, ba, bếp, lữ hành lễ tân, hướng dẫn viên, nó đều đòi hỏi có những kỹ năng, kiến thức và thái độ làm việc. Và cái đó nó cần phải được chuẩn hóa. Nó phải được xây dựng thành một cái bộ tiêu chuẩn thống nhất và được ban hành ở phạm vi quốc gia. Trên cơ sở mà cái bộ tiêu chuẩn đó thì chúng ta cần phải có cái đội ngũ giảng viên, giáo viên nắm bắt được các cái kinh nghiệm và cũng như là truyền nghề và tổ chức đào tạo. Thứ ba nữa là các cơ sở đào tạo và các doanh nghiệp mà sử dụng lao động cần có cái sự hợp tác để tổ chức những chương trình đào tạo theo nhu cầu của từng doanh nghiệp. Theo thống kê của Tổng cục Du lịch, hàng năm với định hướng phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn thì cần đến 40.000 lao động có trình độ. Trong khi đó thì các trường đào tạo nghề, trường cao đẳng hiện nay chỉ đáp ứng được khoảng 15.000. Như vậy thì ngành du lịch đang mở ra nhiều cơ hội cho những người trẻ với những vị trí công việc đầy triển vọng. Hiện tại thì Minh Châu đang có mặt ở một khách sạn tại Hà Nội để tham gia trải nghiệm giờ học thực hành của các sinh viên chuyên ngành du lịch. Time for breakfast. Swimming pool, gym center and massage. Right. Thank you very much. Entire time. Thank you. Đừng cầm vào đây. Cảm nhận của Minh Châu là giờ học khá hiệu quả và chuyên nghiệp.
bởi vì có một bối cảnh thực tế để tập sự. Và để giải quyết bài toán về nhu cầu nguồn nhân lực ngành du lịch thì cộng đồng doanh nghiệp du lịch đang tăng cường liên kết với các trường cao đẳng, trường đại học để vừa đào tạo đúng nhu cầu mà vừa nâng cao được chất lượng của nguồn nhân lực. Bây giờ chúng ta đã được... Thời gian qua, hệ thống khách sạn này đã trở thành giảng đường thứ hai của sinh viên khoa du lịch trường Đại học Đại Nam. Các nội dung thực hành sẽ được tổ chức tương ứng với từng không gian thực tế tại khách sạn. Nhiều sinh viên trở thành nhân sự bán thời gian. Lý thuyết đấy nó sẽ rất là nhanh quên, và khi bọn em được trải nghiệm thực tế thì là bọn em sẽ có thêm những cái nhìn nhận rõ ràng hơn về những công việc và ngành nghề mình lựa chọn. Tiếp xúc với lại môi trường làm việc thực tế thì sẽ không bị bỡ ngỡ. Còn tại khách sạn này, một khu bếp mới được bố trí để vừa mở rộng hoạt động, vừa là nơi đào tạo nhân sự mới, chủ yếu là sinh viên thực tập. Các bạn học ở đây, các bạn ra trường thì các bạn sẽ có một cái hướng nhất định, là các bạn đã có nghề rồi. Thế kia là bây giờ đang thiếu các bạn trong cái nghề du lịch. Công ty chúng tôi là lên tới khoảng 150 nhân viên, đủ bộ phận bếp và bộ phận bàn thì tôi lên tới 300 người. Không chỉ dừng ở việc hỗ trợ địa điểm thực tập, thực hành, việc hợp tác giữa doanh nghiệp với nhà trường ngày càng đi vào chiều sâu. Nhà trường mời các doanh nghiệp ngay từ cái giai đoạn mà xây dựng và thiết kế cái chương trình, để làm sao cái chương trình mình xây dựng ra ấy, thì nó bao hàm những cái môn học, những cái kỹ năng, những cái nghiệp vụ thực tiễn mà các khách sạn, các nhà hàng đang cần. Đồng hành với cơ sở đào tạo, nhiều doanh nghiệp đang chủ động được về cả số lượng và chất lượng nguồn nhân lực. Phía ban đào tạo sẽ cung cấp cho chúng tôi những nguồn nhân lực mà được đào tạo bài bản nhất, nguồn nhân lực chất lượng nhất. Chưa kể đến đấy là các nguồn nhân lực trẻ sẽ đem lại cho doanh nghiệp chúng tôi một cái sắc màu mới, một những ý tưởng nhiều hơn, cũng như là cái sức khỏe của giới trẻ và cái năng lượng của giới trẻ khi đem đến cho doanh nghiệp. Nhà trường và doanh nghiệp bắt tay, tương lai đang trong tầm tay người học. Đây cũng là giải pháp góp phần nhanh chóng thúc đẩy việc phục hồi, phát triển ngành du lịch Việt Nam sau đại dịch Covid-19. Có thể thấy việc đẩy mạnh đào tạo nhân lực du lịch là vấn đề cần được đặc biệt chú trọng. Song song với đó thì các địa phương và doanh nghiệp cũng đang tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ nhân sự hiện có các giải pháp để thu hút những người đã nghỉ việc quay trở lại làm việc. Và với những địa phương phát triển du lịch cộng đồng, nơi mà những người làm du lịch cũng chính là những người dân bản địa, việc trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết cho họ đang được tích cực triển khai. Nhờ đó mà vừa khai thác được nguồn lực sẵn có của địa phương, vừa tạo nên bản sắc riêng cho các sản phẩm du lịch tại mỗi khu vực khác nhau trên khắp mọi miền đất nước. Chủ động duy trì, vận động các đội cồng chiêng học hỏi mỗi ngày để có nhiều góc nhìn sâu hơn về văn hóa cổ truyền Tây Nguyên. Với anh Isimendu, gìn giữ văn hóa bản địa là cách anh và những người trẻ buôn làng làm du lịch. Các chú các bác thì rất là thế hệ truyền lửa cho chúng tôi, và chúng tôi thì sử dụng những cái kiến thức chúng tôi học được, những nơi mà chúng tôi đã đi tìm hiểu được thì về đây áp dụng ngay tại buôn làng chúng tôi, làm sao cho nó phù hợp với văn hóa bản địa. Những cái giới trẻ của tụi em muốn bảo tồn những cái văn hóa thì tụi em muốn liên kết với nhau để cùng nhau để phát triển, chứ một mình tụi em nghĩ là cũng rất là khó. Thấu hiểu nguyện vọng làm du lịch tạo sinh kế mới của bà con, tại bản Rum Ho, tỉnh Quảng Bình, lớp học làm du lịch theo cách cầm tay chỉ việc được tổ chức. Chị Hồ Thị Son cùng các chị em trong bản được hướng dẫn từ cách nấu món ăn, bày biện cách sắp xếp, trang trí nhà cửa để thực hiện mô hình du lịch cộng đồng. Vừa rồi đã tập huấn là cô Thủy lên dạy về chế biến các món ăn thì mình làm cũng có thể là ngon hơn. Trước tiên là bà phải giúp cho bà con để hiểu thế nào là du lịch cộng đồng, như thế nào là gắn kết cộng đồng. Và trong quá trình cũng triển khai cái mô hình du lịch cộng đồng này thì họ đổi công sức với nhau, từ đó tạo ra những sản phẩm đảm bảo được cái tiêu chí cũng như là cái chất lượng dịch vụ để phục vụ du khách. Đào tạo người dân bản địa làm du lịch chính là cách tối ưu nguồn nhân lực, gắn liền văn hóa địa phương để tạo sản phẩm du lịch đặc trưng cho mỗi điểm đến trên cả nước.